Với rất nhiều nông dân miền Tây mình thì chuột đồng là món thực phẩm khoái khẩu, giàu dinh dưỡng. Chuột đồng thì có quanh năm, nhưng theo kinh nghiệm của bà con thì vụ lúa hè thu và thu đông là có nhiều chuột cắn phá nhất. Và đây cũng là hai vụ lúa mà bà con bắt được nhiều chuột nhất trong ngày thu hoạch. Cách bắt chuột khi mà đang thu hoạch lúa thì được gọi là dí cù. Máy gặt đập liên hợp chạy trên ruộng tạo ra tiếng ồn khiến cho chuột đang ở trên ruộng giật mình bỏ chạy ra ngoài. Những người đi bắt chuột thì đứng xung quanh đợi sẵn, gặp chuột chạy ra thì nhào tới chụp. Dùng câu chữ để diễn tả thì nghe có vẻ đơn giản thôi, nhưng chuột thì vốn là loài tinh ranh lại chạy nhanh, nên nhiều khi để tóm được loài gặm nhấm này cũng đẫm mồ hôi. Đầu rồi bắt nhiều khi bữa vậy là 5-6 ký, có bữa mấy nó bắt cả chục ký, tùy theo đất nữa. Miếng có miếng không chứ không phải miếng nào cũng có. Cặp vườn này thì chuột nhiều, còn vô xa trống thì không có. Bắt nhiều được chừng nào tốt mấy, tại mùa tới cho nó đỡ. Đam mê ghiền, tới mùa lúa là phải đi bắt. Nơi tung dài dí theo đó. Dí qua cà đào. Có hang thì mình đào. Sáng giờ xảy nhiều không anh? Xảy cũng nhiều lắm. Ủa nó bự bự không mà sao mà xảy vậy? Chụp lại nó quá lẹ đi. Chụp không có xảy nó. thấy chuột thì khoái rồi đó, mà lúa thì nó không có được khá không. Ngự bắt mới ăn vậy à. Chứ đâu có buôn bán gì đâu. Không có dành được ai bắt được nhiêu bắt đủ ăn gì à. Tay này là bị sao chú? Bị con rắn nó cắn. Rồi cắn gì rồi có sao không? Đâu có nhầm gì. Cắn nước mình nó đâu có nọc đâu. Nhưng mình có nửa ký rồi ha. Trời sống cạo găng cha. Cạo ông chí. Để cho cắn cho vui nha. Dân quê thì có cuộc sống có nhiều đó, theo cái mùa lúa à. Thì đó, thì tới vụ rồi cắt lúa thì trời ơi, người thì càng bao người đám bao người người bắt chuột rồi tùm lum hết trơn mà. Vui dữ lắm. Sáng giờ mấy con rồi chú? Mới bắt được con à. mới cắt ra nè. Trời ơi, nó mà nhiều mà rậu cũng chết chứ mừng cái gì, nó cắn lúa sạch trơn mà. Nó khá là trong có con gì mà bằng nó hết trơn. Đi gặp nó thì giá nào cũng bắt chứ, không ăn bây giờ cũng phải bắt nữa.